Lưu ý khi lát gạch nền nhà. Xin chào mọi người, hôm nay hãy cùng em Lanh GEC tìm hiểu về lưu ý quan trọng khi lát gạch nền nhà. Một trong những yếu tố quan trọng mà gia chủ cần lưu ý khi lát gạch nền là đảm bảo các đường rong giữa các viên gạch phải đồng đều. Nếu các đường rong không đồng đều, tổng thể bề mặt sẽ mất đi tính thẩm mỹ. Nguyên nhân phổ biến là lỗi này do thợ khi thi công không sử dụng ke chữ thập hoặc không đặt đường rong chính xác giữa các viên gạch. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ thấm nước xuống bề mặt gạch hoặc gạch bị nứt, đặc biệt là khi công trình ở những khu vực ngoài trời và nhiệt độ cao. Để tránh tình trạng này, trong quá trình thi công, luôn sử dụng ke chữ thập để chèn vào vị trí tiếp xúc giữa bốn viên gạch. Sau khi hoàn thành, tất cả các đường rong sẽ đồng đều với độ dày của ke chữ thập. Thông thường, ke chữ thập có kích thước phổ biến 1mm, 1,5mm hoặc 2mm tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng công trình. Xin mời mọi người cho thêm ý kiến về vấn đề này nhé. Nếu cần tư vấn về xây dựng và thi công trọn gói, mọi người liên hệ với số điện thoại 0962 536 895.